Bây giờ là ai diễn trước, con hay là em Phong? Con. Con diễn trước, Xuân Phong diễn trước. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị cho bé Bắp biểu diễn đầu tiên. Yeah. Dạ, xin mời âm nhạc ạ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các nghệ sĩ trong tiết mục đặc biệt này.